bom C4 giữa bán hàng rong và Lucky Coin. Chúng ta sẽ được thấy các thành viên của bên phía team bán hàng rong sẽ là những người thủ bom sai với Global Risk. Trong khi đó thì bên phía Lucky Coin chúng ta sẽ được thấy các thành viên của bên họ sẽ là những người đánh bom sai với những cái tên khá là quen thuộc đến từ phía anh bán khoai, bán chuối, bán diêm, bán kem và bán giấm. Theo như bình thường thì chúng ta sẽ nói một cái từ khác nhưng mà mình thích đọc như vậy thôi. Ở bên phía team Lucky Coin chúng ta có Min, chúng ta có Nhân, Larry, Lam DZ và Turtle. Ở cái map to chúng ta đang được nhìn thấy các thành viên của bên phía team Lucky Coin họ đang tập trung khá đông ở khu vực hầm B. Một thành viên của bên phía team họ đó là Larry đang camp ở khu vực mid để ngăn không cho các thành viên của bên phía team bán hàng rong họ có thể ập vào. Còn bây giờ thì có lẽ là họ sẽ đánh khu vực bom sai B theo những gì mà chúng ta được nhìn thấy. Đối với các thành viên bên phía team bán hàng rong, họ đang cử một người cầm AWM đi mid, hai người sẽ thủ ở bom sai B và hai người sẽ thủ ở bom sai A. Đó là một cái phong cách thủ cơ bản của các thành viên bên phía team Global Risk trong cái map thi đấu bão sa mạc này. Đã có được mạng đầu tiên dành cho Min đến từ phía anh bán chơi. Tuy nhiên thì chị bán giấm đã có lại được mạng của Larry ở khu vực. Bây giờ thì bên phía team Blacklist đó là Lucky Coin họ đã ập ra khu vực mid. Tuy nhiên thì em bán kem đã đổi ngay lập tức sang khẩu M4A1 để có thể đánh lại được với Lam DZ. Lùi ngay về cầm hầm mid, có được mạng thứ hai ở trong cái trận đấu lần chính xác là round đấu này. Ép thẳng vào khu bom sai B nhưng mà anh bán khoai đã kết thúc được turtle đầu tiên, nhảy xuống dưới khu vực mù đến từ phía anh bán khoai. Mặc dù vậy thì anh bán khoai đã nằm xuống với một mạng dành cho Lam DZ. Bây giờ thì smoke đã được tung ra để che đi khu vực mid, đi từ bom sai A sang bom sai B. Bây giờ thì chị bán giấm sẽ nhảy vào. Ba thành viên của bên phía team Lucky Coin đang khá là yếu máu, ập vào đến từ phía bé bán diêm và bây giờ thì họ có được một mạng, biết được vị trí của Nhân và có được mạng thứ hai. Đổi lại đó là mạng của Lam DZ. Tuy nhiên thì bom sẽ được gỡ dành cho bên phía team bán hàng rong, một pha retake bom sai cực kỳ tốt với chỉ hai thành viên mà thôi, nhưng họ đã đoán được vị trí của ba thành viên bên phía team Lucky Coins và có được cho mình round thi đấu thắng đầu tiên 1-0 dành cho bán hàng rong. Với những gì mà chúng ta đã được nhìn thấy ở vòng 1-16 cũng như là vòng 1-18 của bán hàng rong thì đây là một trong những ứng cử viên nặng ký của chức vô địch lần này đến từ giải đấu CFL Game K Open Cup. Bởi vì sao? Chúng ta được nhìn thấy khả năng di chuyển, cách điều phối trận đấu cũng như là cái chiến thuật rõ ràng đến từ các thành viên của bên phía team họ. Cũng dễ hiểu thôi khi mà đây là một trong những top clan của CF Mobile Trung Quốc sau Phoenix và Begin Dream. Chính xác là team clan Begin của bên phía CF Trung Quốc. Và bây giờ thì họ đã đến với Crossfire Legend của Việt Nam và đang thử sức ở giải đấu đầu tiên, đó chính là giải đấu Game K Open Cup Crossfire Legend. Các thành viên của bên phía team Lucky Coin một lần nữa họ lại đánh vào khu vực bom sai B. Sẽ nhìn thấy Toto di chuyển ra khu vực Long A. Và bé bán diêm đã cấu được một lượng máu khoảng 1/3 của Turtle trước khi Turtle kịp nấp đi khỏi cái tầm nhìn, tầm bắn của em bán kem. Bây giờ thì họ sẽ tiếp tục thủ ở khu vực 1 mid, 2B và 2A. 2A thì trong đó sẽ có một người đứng ở Long A và một người đứng ở trên khu vực K3. Còn đối với cả bom sai B thì sẽ có một người kem trước ở khu vực hầm và một người kem ở khu vực cửa đi ra mid. Đó là những cái vị trí kem cực kỳ quen thuộc đến từ các thành viên của bên phía team Global Risk. Bây giờ thì bốn thành viên của bên phía team Lucky Coin đang bắt đầu di chuyển. Một người đi K3 đó là Larry, ba người còn lại đó là Min, Lam DZ và Toto sẽ đi khu vực Long A. Ở đây có chị bán giấm kem vào rồi, nhìn thấy một người có một mạng bắn trước, bom rơi, mạng thứ hai dành cho chị bán giấm luôn. Ở đằng sau thì Larry đã nằm xuống ở khu K3, bây giờ chỉ còn một mình Nhân mà thôi. Rõ ràng là cái cách đánh bom sai đi từ K3 và Long A của bên phía team Lucky Coin đã bị các thành viên của bên phía team bán hàng rong bắt bài, khi mà họ đã nằm xuống quá dễ dàng, họ không check những cái góc mà các thành viên bên phía team bán hàng rong có thể nấp được và thủ bom sai. Bây giờ thì một mình Nhân sẽ không thể làm gì được trước các thành viên của bên phía team bán hàng rong và 2-0 dành cho Global Risk.
Chúng ta đang mong chờ những sự thay đổi đến từ chiến thuật của các thành viên bên phía team Lucky Coins. Họ đẩy vào khu vực bom side B. Họ đẩy vào hầm B, tuy nhiên thì Larry nằm xuống đầu tiên với một pha đứng rất là tốt đến từ anh bán khoai. Đứng ở cái thùng như vậy thì anh ấy chỉ việc ngồi lên ngồi xuống và sau đó thì sẽ có mạng. Ở đằng sau thì anh bà Diêm đã có được một pha móc thành công. Bây giờ thì các thành viên của bên phía team Lucky Coins họ đang bị cô lập ở trong cái khu vực hầm B như thế này. Smoke được tung ra. Họ chắc chắn là phải đẩy ngược trở lại cái khu vực nhà mình nếu như họ muốn có được đường để di chuyển sang khu vực bóng sai A. Tuy nhiên thì lúc này chắc chắn là các thành viên bên phía team bán hàng rong, đó là những gì mà chúng ta nói. Bán hàng rong có được mạng thứ ba, một pha xuyên tùng đến từ phía em bán kem. Và bây giờ thì chỉ còn một mình Nhân và Lam DZ mà thôi. Headshot vàng đến từ phía Nhân, nhưng liệu nó có thể cứu được cho Lucky Coin lượt thi đấu thứ ba thua trận hay không? Còn lại một mình Nhân ở vị trí nhà Blacklist. Bom đã rơi ở khu vực đi ra cửa mid rồi. Và bây giờ thì chắc chắn là các thành viên bên phía team bán hàng rong họ sẽ canh ở khu vực bom side cũng như là khu vực rơi bom của bên phía Blacklist. Sẽ rất khó để cho Nhân có thể làm được một điều gì thần kỳ ở trong round thi đấu này. Em bán Diêm ngắm qua khu cửa mid. Một người ở hầm, một người ở K3. Rất khó để Nhân có thể áp sát vào bom side. Chính xác là áp sát vào khu vực lấy bom thôi chứ đừng nói là bom sai. Flash đã được tung ra rồi và bây giờ thì chắc chắn là Nhân sẽ cố gắng để có thể cấu được một điều gì đó. Biết chắc chắn là các thành viên bên phía team bán hàng rong đang kem ở cả khu vực mid lẫn khu vực hầm rồi, nhìn ra được luôn. Và người nằm số đầu tiên đó chính là Nhân chứ không phải là em bán kem. Em bán kem có được cho mình mạng cuối tiếp theo. Chúng ta có tỷ số 3-0 dành cho bên phía team bán hàng rong. Lúc này thì chúng ta có disconnect. Như vậy là chúng ta có một màn disconnect đến từ phía các thành viên của bán hàng rong. Có lẽ là họ có một chút vấn đề gì đó liên quan đến mạng. Do vậy cho nên là họ đã xin phép được save ở round thi đấu thứ tư. Và tỷ số lúc này đang là 3-0 dành cho bán hàng rong trước Lucky Coins ở lượt thi đấu thứ nhất, thể thức đặt bom C4. Và chúng ta sẽ cùng chờ để đến với những diễn biến tiếp theo của lượt thi đấu nhất khi mà các thành viên của bên phía team bán hàng rong họ kết nối lại vào. Vâng, và chúng ta sẽ đến ngay với những diễn biến tiếp theo của lượt thi đấu thứ nhất thể thức đặt bom C4 giữa bán hàng rong và Lucky Coins. Trước đó thì chúng ta đã được biết cái tỷ số đó chính là 3-0 dành cho bên phía team bán hàng rong. Và bây giờ thì các thành viên bên phía team Lucky Coins họ sẽ phải đánh bom sai nhưng rất khó. Nhưng mà lúc này thì họ đánh vào lo Nga, họ có được một mạng đến từ phía chị bán giấm rồi. Min cũng đã phải nằm số đến từ phía các thành viên của Lucky Coins. Và bây giờ thì Turtle đang còn rất ít máu. Họ vẫn sẽ đánh vào khu vực bom sai à, theo như tôi nghĩ. Bây giờ thì Lam DZ sẽ di chuyển lên khu vực K3. Tôi đang nhìn thấy những bước di chuyển vô cùng từ tốn đến từ phía Lam DZ. Nhưng hơn ai hết các thành viên bên phía team bán hàng rong hiểu họ đang đánh với ai và họ đang di chuyển một cách cực kỳ hợp lý. Lúc này thì các thành viên bên phía team họ đang có khá đông người ở khu vực bom sai A, canh cả khu vực K3 luôn lẫn cả khu vực Long A luôn. Anh bán chúa nhìn ra rồi, nhìn ra vị trí mà Lam DZ sẽ di chuyển lên. Ngay lập tức có bắn trước đến từ phía anh bán chuối và anh bán chuối kết thúc được một mạng của Lam DZ. Toto cũng nằm xuống luôn. Nhân đổi được mạng đến từ phía em bán kem. Ở đằng sau có double kill đến từ phía Nhân rồi, một pha sấy AK khá là tốt. Triple kill đến từ phía Nhân. Bây giờ thì em bán khoai sẽ đối đầu lại với Nhân và Larry. Nhân còn khá là ít máu nhưng Larry vẫn còn lượng máu là khá đủ. Một quả bom là không chính xác, nhảy xuống nhà đến từ phía anh bán khoai. Chắc chắn là bên phía team Lucky Coin họ biết được vị trí của anh bán khoai rồi. Sấy vào vị trí của anh mà khoai và Deagle bởi Larry kết thúc đường mạng đến từ phía bán hàng rong. Chúng ta có tỷ số rút ngắn xuống còn 1-3 dành cho bên phía team Lucky Coins. Tiếp tục Min lại bị bắt bởi chị bán giấm khi mà một pha đẩy Long A khá tốt đến từ phía Globalist của chúng ta. AWM bởi Larry cầm ra khu vực mid và ngay lập tức thì từ K3 bé bán Diêm đã ập ra
có được cho mình một lượng máu rất lớn đến từ Larry. Ăn ngay quả bom mọi người. Một pha sấy sau đó là quăng bom chính xác đến từ phía bé bán diêm. Và hai mạng dành cho bên phía team Global Risk. Lúc này thì họ đang hơn người khá nhiều. Và với việc hơn người như thế này thì chắc chắn là họ sẽ dễ dàng để có thể thủ bom sai hơn. Nhân đang còn khá là ít máu. Lúc này thì các thành viên bên phía team Global Risk họ có thể lựa chọn hoặc là đẩy thẳng lên khu vực nhà của bên phía team Blacklist để giết các thành viên của bên phía team Blacklist, hoặc là chỉ đơn giản ngồi thủ. Bởi vì rõ ràng là ở trong những cái map thi đấu đặt bom C4 như thế này thì những thành viên bên phía team Global Risk là những người thủ bom sai. Do vậy cho nên họ không cần thiết phải lao lên, họ không cần thiết phải đối mặt face to face với các thành viên của bên phía team Blacklist. Họ chỉ cần chọn cho mình những vị trí hợp lý ở khu vực bom sai A, bom sai B cũng như là đường đi mid, và sau đó thì họ thủ bom sai. Đó là những điều cần làm của các thành viên bên phía team Global Risk. Đôi khi chúng ta có thể được biết các thành viên bên phía team Global Risk có thể áp dụng những cái chiến thuật ví dụ như là ép đẩy. Tuy nhiên thì đó là những cái chiến thuật mà nó chỉ mang tính bất ngờ, và chúng ta thường thấy đó là một hoặc hai round xen kẽ thì sẽ có những pha đẩy như vậy. Còn thường sẽ là những pha thủ rất chắc đến từ phía Global Risk. Bây giờ thì tiếp tục một mạng nữa đến từ Nhân. Turtle cũng nằm xuống rồi, và người cuối cùng của bên phía team Lucky Coins đó là Lam DZ đã giết được em bán kem. Tuy nhiên thì lộ vị trí, nhảy ra mid rồi nhưng mà bắn xuyên smoke là không chính xác. 4-1 dành cho bên phía team bán hàng rong. Vừa rồi là một pha đấu AWM ở mid và em bán kem hạ gục được Larry. Larry có vẻ như chưa sử dụng được thành thục khẩu AWM lắm, khi mà những pha ngắm của anh ấy kê vào khu mực mid là không chính xác. Trong khi đó thì em bán kem kê sau nhưng lại là người dứt điểm được Larry. Ở đây bé bán diêm đã đẩy thẳng lên khu vực K3. Chắc chắn là họ biết có thể các thành viên bên phía team Lucky Coins họ sẽ đẩy vào K3 và Long A. Đó là một trong những cái chiến thuật mà rất nhiều team đã thành công. Điển hình là trong giải đấu CFL lần vừa rồi, khi mà IEE và top cũng như là rất nhiều top team sử dụng chiến thuật đó. Mạng tiếp theo dành cho bên phía team bán hàng rong. Lúc này thì Turtle sau khi đứng ở khu vực K3, anh ấy đã nằm xuống một pha headshot đến từ phía bé bán diêm. Bây giờ thì em bán kem có được mạng thứ hai ở trong lượt thi đấu này với Lam DZ. Chỉ còn lại hai thành viên là Min và Nhân mà thôi. Min lúc này đang canh ở khu vực cửa đi vào Long A. Còn đối với Nhân thì anh ấy có lẽ là di chuyển ở khu vực bom sai B, hầm B. Rất đơn giản, và chúng ta được thấy ba mạng cho em bán kem ở trong lượt thi đấu này, và tỷ số là 5-1 ở lượt thi đấu thứ nhất dành cho bên phía team bán hàng rong. Một lượt thi đấu có lẽ là nó bị gián đoạn bởi một số chút trục trặc liên quan đến kỹ thuật. Tuy nhiên thì những diễn biến chính mà trận đấu diễn ra thì nó lại vô cùng đơn giản, khi mà bán hàng rong họ đã giành chiến thắng áp đảo trước các thành viên bên phía team Lucky Coins ở trong lượt thi đấu nhất với tỷ số 5-1. Và chúng ta sẽ cùng đến ngay với lượt thi đấu thứ hai của thể thức đặt bom C4 giữa bán hàng rong và Lucky Coins trong khuôn khổ bán kết giải Crossfire Legion Game K Open Cup. Đến với những diễn biến chính của lượt thi đấu thứ hai này thì các thành viên bên phía team bán hàng rong họ sẽ là những người đánh bom sai. Chúng ta cùng xem cách đánh bom sai của các thành viên bên phía team bán hàng rong sẽ là như thế nào. Hai người của bên phía team Lucky Coins họ đang thủ ở khu vực bom sai A, chính xác là Long A. Tuy nhiên thì chúng ta được nhìn thấy các thành viên bên phía team bán hàng rong họ đã chiếm được khu vực bom sai B rồi. Bây giờ thì họ sẽ ập vào. Một thành viên duy nhất của bên phía team Lucky Coins họ thủ bom sai B đã không thành công. Bây giờ thì chắc chắn là các thành viên bên phía team bán hàng rong họ đặt được bom ở khu vực bom sai B. Bây giờ thì sẽ là retake bom sai đến từ phía các thành viên của bên phía Lucky Coins. Một pha cầm bom là không đúng đến từ phía Lam DZ, và em bán kem đẩy ra thành công, giết được mạng đầu tiên đến từ thành viên móc ở hầm B. Bây giờ thì ập vào đến từ cửa sổ, nhưng mà ở vào cửa sổ không đúng chính xác một chút nào cả. Và chúng ta có được round thi đấu thứ 6 dành cho bên phía team bán hàng rong. Chỉ cần một round thắng nữa thôi thì họ sẽ là đội giành chiến thắng chung cuộc ở thể thức thi đấu thứ nhất này. Bây giờ thì họ lại tiếp tục di chuyển ra khu vực Long A. Em bán kem đi trước, bom sẽ được để ở khu vực đằng sau. Họ sẽ không để lộ
cái vị trí bom rơi, bởi vì cái việc mà để lộ vị trí bom rơi ở trong cái những cái lượt đấu thi đấu C4 như thế này là rất quan trọng. Khi mà rơi bom ấy thì các thành viên bên phía Team Globalist có thể biết được vị trí và sau đó thì sẽ có thể canh được ở những cái khu vực như vậy và sẽ rất khó để cho các thành viên bên phía Team Blacklist lấy lại được bom, giết được mạng đầu tiên đến từ phía Toto. Bây giờ thì bom xe A lại một lần nữa dành cho bên phía Team Ba Đang Rong. Chỉ còn Lam DZ ở đây nhưng mà Lam DZ chết quá là nhanh, bom sai A bị chiếm và bom được đặt thành công. Bây giờ thì chỉ còn hai thành viên của bên phía Team Lucky Coins là Nhân và Min đối đầu lại với năm thành viên của bên phía Team Bạn Đang Dòng. Min là người cuối cùng, Min có đồng mạng đầu tiên. Tuy nhiên thì có lẽ vào thi đấu này sẽ dành cho bên phía Team Bạn Đang Dòng và trận thi đấu đặt bom C4 đầu tiên kết thúc với tỷ số 7-1 dành cho bên phía Team Bạn Đang Dòng. Và lúc này thì có lẽ là trận đấu đã kết thúc khi mà các thành viên của bên phía Team Bán Hàng Rong cũng như là Lucky Coins họ rời khỏi lobby để chúng ta đến ngay với những diễn biến tiếp theo. Đó chính là thể thức thi đấu thứ hai, thể thức thi đấu đấu đội, map thi đấu tàu chở hàng quen thuộc giữa Bán Hàng Rong và Lucky Coins. Nói qua một chút về những gì mà chúng ta được thấy bởi Bán Hàng Rong thì đây rõ ràng là một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch của giải đấu lần này, khi mà cái cách thi triển khai cái chiến thuật cũng như là di chuyển và backup cho nhau đến từ các thành viên của bên phía team họ là cực kỳ tốt và dễ hiểu thôi khi mà họ là một trong những top team của CF Trung Quốc. Và hy vọng rằng Homie hoặc Genius đội còn lại sẽ tham dự vào trận chung kết cùng với cả hoặc Bán Hàng Rong hoặc Lucky Coin cũng sẽ thể hiện được những điều tương tự để chúng ta sẽ có được một trận chung kết xứng đáng của hai team xứng đáng nhất lọt vào vòng chung kết. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chờ trong giây lát để đến với thể thức thi đấu thứ hai, đấu đội giữa Bán Hàng Rong và Lucky Coins. Vâng, đến ngay với những diễn biến của thể thức thi đấu đấu đội, map thi đấu tàu chở hàng. Đây sẽ là cơ hội để các thành viên bên phía team Lucky Coins họ gỡ gạc được một điều gì đó, bởi vì rõ ràng là họ nếu như để thua ở trong lượt thi đấu này, họ sẽ là đội giành phần thua chung cuộc với tỷ số 0-2 trước các thành viên của bên phía team Bán Hàng Rong. Và chúng ta đang được thấy sự áp đảo đến từ phía các thành viên của Bán Hàng Rong, họ đang dẫn trước với tỷ số 4-1, 4-2 rồi. Sau khoảng thời gian đầu tiên, khoảng thời gian tầm khoảng độ từ 1 phút cho đến 1 phút 15 giây thì cái khoảng thời gian bắt đầu từ 3 phút 45 giây sẽ là khoảng thời gian quyết định ở trong những cái trận thi đấu đấu đội như thế này, khi mà lúc đó thì hai bên đã bắt đầu có được những pha di chuyển hợp lý cũng như là không hợp lý và sẽ có những cái lỗi bị mắc phải cũng như là sẽ có những pha di chuyển bất thần và hợp thời, và đó sẽ là những cái cách di chuyển mà nó quyết định cái trận đấu cũng như là tỷ số liệu có nâng lên nhanh cho bên phía team mình hay không, hay sẽ là những pha chết mà không giết được ai. Headshot vàng đến từ em bán kem. Quay trở lại với trận đấu này, tỷ số đang là 15-8 rồi. Những pha di chuyển cực kỳ hay đến từ em bán kem. Chúng ta được nhìn thấy những pha bull ghi 4 kill rồi. 4 kill đến từ phía em bán kem. Ăn một quả nết và sau đó thì nằm xuống. Tuy nhiên thì đó là những gì mà chúng ta đang nói khi mà bắt đầu đến với khoảng thời gian 3 phút 45 giây. Đây sẽ là khoảng thời gian mà các thành viên bên phía team em bán kem và đồng đội Bán Hàng Rong sẽ ép thẳng vào các thành viên bên phía team Lucky Coin. Trong khi đó thì Lucky Coin lúc này họ đang gồng mình lên chống đỡ và họ đang có được cho mình những cái mạng khá là cần thiết. Tuy nhiên thì rất khó để có thể làm được một điều gì đó khi mà lúc này thì các thành viên bên phía team Bán Hàng Rong đang có một cái tinh thần lên cực kỳ cao. Em bán kem đã có riêng cho mình 10 mạng rồi, trong khi đó thì bên phía team Lucky Coins Nhân và Min mới chỉ có được cho mình một mạng. Người đang đứng top mạng ở bên phía team Lucky Coins đó là Turtle, nhảy ngay xuống khu vực đi móc của các thành viên bên phía team Globalist. Turtle một mạng, Larry một mạng, 23-16 rồi. Lúc này thì đang kéo lại một chút gì đó cho các thành viên bên phía team Globalist. Vâng, như vậy là một máu không chính xác đến từ phía anh bán khoai. Rõ ràng là di chuyển tốt, tuy nhiên thì một pha quay đầu lại để êm là rất chính xác đến từ phía Turtle. Nhưng ở bên trên thì anh bán chuối có triple kill. Một pha sấy AK cực kỳ tốt. Bây giờ thì ép thẳng vào, sẽ có flash được tung ra. Flash tung ra sau đó thì ập vào. Bây giờ thì hai người sẽ nằm xuống thi nhau ở cái khu vực này. Ép thẳng ra đến từ phía Larry. Anh bắn chuối còn 23 máu. 35, 36, 19 rồi. Tỷ số đang cực kỳ áp đảo dành cho các thành viên bên phía team Bán Hàng Rong. Tôi đang được nhìn thấy ứng cử viên đầu tiên lọt vào trận chung kết của giải đấu lần này. Thậm chí là có cả một pha chém bằng rìu
đến từ phía các thành viên của bán hàng rong. 41-22, một trận đấu nó quá một chiều, để nói đúng hơn là như vậy, khi mà lúc này thì tỷ số là 45-24 rồi. Quay qua một chút về kênh chat thì có bạn hỏi là Ai Hy bị loại rồi à. Xin trả lời cho bạn, đó là Ai Hy ở giải đấu này không tham gia. Hai team nhất và nhì của CS2L sẽ không được phép tham gia giải đấu này. Và đây sẽ là giải đấu mà để cho các team còn lại có điều kiện để giao lưu học hỏi, cũng như là có được cho mình một chức vô địch nho nhỏ. Ép tiếp vào lượng 49 mạng, anh Bán Khoai tôi nghĩ là sẽ có mạng cuối cùng, cầm cho mình con BCA Army. Nhưng mà người nằm xuống lại là, vâng, chị bán dâm lại là người kết thúc mạng cuối cùng với một con BCA Army như thế. Và chúng ta đã kết thúc lượt thi đấu, đầu tiên, lượt chính xác là trận thi đấu đầu tiên ở thể thức thi đấu thứ hai, đấu đội tàu trưởng hàng. Bán hàng dòng, họ đã giành chiến thắng một cách áp đảo trước Turtle Coins và tỷ số chung cuộc đó là 2-0 ở hai thể thức thi đấu đặt bom C4 cũng như là đấu đội. Và bán hàng dòng sẽ là đội đầu tiên lọt vào trận chung kết Bo 5 diễn ra vào tối nay sau trận bán kết 2 giữa Homie và Genius. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nghỉ ngơi trong cái phút trước khi đến với kèo thi đấu thứ hai, kèo thi đấu căng thẳng nhất của ngày hôm nay, ở lượt thi đấu bán kết giữa Homie và Genius, để xem ai sẽ là người cùng với bán hàng rong bước vào trận chung kết của giải đấu Crossfire Legend Game K Open Cup lần này. Crossfire Legend nhắm căng bắn thẳng sang thẳng đối phương.